Chào các bác, giới thiệu với các bác cáp encoder mz j 3 n cpl CB5M-A2 bên em. Bên em có cả hai dòng tiêu chuẩn trừ L với trừ H, luôn nhé các bác. Cáp này chuyên dùng cho dòng động cơ servo, trừ kr hg, HG mr HF-KP, HF-MP. Thông tin chi tiết các bác xem trong bài giúp em nhé. Bên em chuyên cấp các loại cáp cho động cơ servo, cáp nguồn, cáp phanh, cáp encoder. Nhận đặt cả các loại kích thước chiều dài đặc biệt theo yêu cầu luôn ạ. À. Anh em quan tâm liên hệ số Zalo em để trên màn hình nhé.